Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello, xin Hôm chào. nay mình có tóc mới, anh Rob cũng có tóc mới. Who cut for you, hả bạn? I cut for you. Tóc của anh Rob là mình cut cho anh ấy. Đẹp không mọi That was người? not my question. Who cut for you? You. Tóc của mình là anh Rob. My hair is easy. His hair, not easy. No, it look like Buddha. Look like Chinese boy now. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái vấn đề, đó chính là hôn nhân đồng tính là có ghen tuông hay không. Thì thật ra là mình muốn chia sẻ cái vấn đề, có nhiều bạn hỏi mình là không biết mình với anh Rốt là có bao giờ ghen tuông hay không á, cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Today we would like to share with people about be jealous is other or not. Đây chắc là một cái vấn đề rất là hài hước với mọi người đó. Should take a poll. How many people? What people think? Yeah, are we jealous people of each other, or yes or no? Theo mọi người thì mình với anh Rob có bây giờ là kiểu như ghen tuông hay không á, thì anh Rob anh nói như vậy á là cho mọi người đoán thử coi chuyện ghen tuông hay không. Do you think how you ever jealous with me about me, like when I hang out with the boy, I meet some new people? No. Why not? Why you never jealous? Anh Rob bảo không, why? Well, two. Well, one is because I'm just not. That's not my nature. You understand? It's not natural for me to feel that way. But two, or one or two, it doesn't matter. Two reasons. It doesn't matter which is first. Is that I trust you. Oh, you took me? A Really? little bit. Ê, nhưng mà người anh Rob bảo là anh không bao giờ ghen tuông với mình. Thứ nhất đó là cái đó là cái điều tự nhiên đối với ảnh, và cái điều thứ hai là ảnh tin tưởng mình đó mọi người. Because if people are jealous, that means there's another reason why. Why? Well, because they don't trust, they don't have trust, or people have hurt them in the past. Yeah. Anh Rob I don't know. bảo anh chia sẻ là ví dụ có nhiều người mà họ hay ghen tuông trong tình yêu ấy. Cái thứ nhất là họ không có tin tưởng lẫn nhau, cái điều thứ hai là biết đâu trong cái quá khứ của họ đó, họ có một cái quá khứ đeo lòng của họ, cho nên vừa trong cái tình yêu của họ luôn cảm thấy nghi ngờ với nhau á. Có nhiều bạn hỏi mình là mình có bao giờ ghen tuông khi mà anh Rob đi gặp bạn bè không, thì thật ra là mình cảm thấy không có ghen tuông. Eh? You think I'm only jealous when not but look at cute boy on No, you're not. internet. You don't care about that at all. That is not true at all. He could care less. Because he knows I have cute husband. Yeah, he could care less about that. And I don't care if he looks like a cute boy on the internet. I don't care about that. Mình đùa với anh Rob là mình ghen khi mà anh Rob nhìn ở trên trên mạng xem những cái hình mà người mấy chàng trai dễ thương đó, mình đùa với anh là mình ghen, nhưng mà anh kêu là anh không tin, anh bảo là mình không có vừa quan tâm về điều đó, mà đúng là mình không có vừa quan tâm về những điều như vậy hết mọi người. Just because you're in a relationship, whether you're married, is that bug on the inside or the outside? Outside. Are you sure? It looks Yes. so scary. Anyway, scary bug on the window. Are you sure? Yep. Well, I don't know. It looks so scary. You're crazy. Có một cái con ong nó đội bên ngoài cửa It's sổ human nature. You see somebody who's cute, you're gonna go, oh, that's cute. That's a cute boy or a cute girl. I mean, it doesn't matter. á. Yes. Anh Rob bảo là khi mà mình Nobody nhìn cares thấy, about that. đúng rồi, khi mà mình nhìn thấy một người dễ thương thì mình nói, người đó dễ Just thương. because I think he's married, he's never gonna look at another cute boy. That's ridiculous. That's stupid. If I Yes. think that, then I'm stupid. Bây giờ anh Rob bảo là nếu mà anh nghĩ là mình đã kết hôn rồi thì mình không có quyền nhìn một người chàng trai dễ thương, là điều đó là không có đúng, là But không that's no reason to be jealous. yeah, we have no reason for that, you know. No. Mọi người biết không, khi mà mình ra ngoài đúng không, mình thấy một cái đẹp thì chắc chắn là mình sẽ nhìn đúng không, ai là chả thích một cái đẹp đúng không mọi người. I think the thì bug is on the inside of the window. thì outside. Okay. Thì So scary. cái đẹp thì ai chả thích nhìn đúng không, thì mình thấy cái đẹp thì mình nhìn, mình bảo cái đó đẹp thì người ta đẹp thì mình phải nhìn thôi, mình cũng bảo người ta đẹp rồi mình khen, nhưng mà mình phải biết kiềm chế, mình phải biết là mình ở một cái mức nào, không phải là, nói chung là ví dụ anh Rob anh thấy cái đẹp
thì anh bảo đó là cái đẹp, thì đó một điều bình thường, mình thấy cái đẹp mình phải ngắm, mình cũng bảo ôi với anh Rob à, người ta đẹp vậy thôi chứ mình không bao giờ mà ghen tị cái kiểu là ghen tị là tại sao anh Rob phải khen người ta đẹp, tại sao anh Rob phải khen mình đẹp, đó là cái điều tự nhiên rồi, mình không bao giờ ghen tuông về cái điều đó hết. Và mình hôm nay mình chia sẻ với mọi người để mọi người biết là trong cái hôn nhân đồng tính hay là cái hôn nhân nào cũng vậy hết á. That was crazy, old lady. She don't know how to watch the TV. Uh-huh. Did you hear what she I said? She don't know what to watch TV show that has, or movie that has cute boys, so. Oh, me? You. Mm-hmm. Yeah, that he says, see? No, he don't care about the story, just yes. Wants a cute boy. Yeah, the first thing have to be the cute boy. Đúng, mọi người, trước tiên á, mình muốn coi một cái bộ phim là trước tiên cái diễn viên nó phải đẹp trước là mình mới coi chứ, đúng không? So now, no more TV, I'm jealous. No more TV. No, you're never jealous. Đó là một cái điều tự nhiên. Thứ nhất đó là mình phải tin tưởng với nhau thì mình sẽ không giờ ghen tuông. Tại vì khi mà mình ghen tuông, mình sẽ làm cho cái mối quan hệ của mình nó tồi tệ hơn. Ví dụ như là khi mình yêu một ai đó là người làm mình sẵn sàng tin tưởng người ta. Cái kiểu như là mình yêu người ta thì mình cần một người để chia sẻ chứ không phải là mình chiếm hữu người ta. Mình cái kiểu mình làm cho người ta cảm thấy ràng buộc hay là mình quản lý hết tất cả thời gian hay là cái gì đó. Cho nên đối với mình và anh Rob thì mình luôn luôn kiểu như là tạo cho anh Rob một cái sự tự do. Cái thứ nhất không chỉ là mình tin tưởng, cái kiểu như là phải là mình chỉ là mình tin tưởng anh Rob thôi, mà cái thứ hai đó là mình phải làm cho anh Rob tin tưởng mình. Mình phải làm cho anh Rob có một cái khoảng thời gian, ví dụ như tự do của anh phải có cái thời gian riêng tư của anh, chứ không phải là cái gì anh cũng dành hết cho mình. Và không phải cái gì mình phải quán xuyến anh đi đâu mình cũng phải biết, hoặc là anh gặp ai mình cũng phải biết. Cái đó là tự anh tin tưởng mình, anh chia sẻ với mình. Hoặc là anh đi đâu đó mình về mình không có tra, kiểu là anh đi gặp người này, anh đi gặp người kia rồi có làm chuyện gì không á. Là mấy cái đó là mình không bao giờ tra hỏi. Tại vì mình thứ nhất là mình phải tin tưởng ảnh, và cái thứ hai là mình phải tạo cho ảnh cảm thấy tự do. Cuộc sống của ảnh không phải là anh kết hôn, không có nghĩa là cái sự ràng buộc, không phải là mình cái gì cũng quán xuyến. Cái kiểu như mình không phải là mình chiếm hữu người ta, chiếm hữu cái thời gian, chiếm hữu cái khoảng thời gian riêng tư á, là cái đó là không có đúng. Chỉ xây dựng một cái mối quan hệ sao mà cả hai tin tưởng thì cái mối quan hệ nó sẽ đi đến lâu dài và cái tình cảm nó sẽ càng sâu đậm hơn. Chứ ở chút bước ra ngoài về anh đi đâu về đó, anh gặp ai đó có phải hẹn hò với cute boy không? Huh? What? That I sounds say, like he wants to hang out with cute boy. I say, it's time you go out, go home, you hang out with cute boy. What did you do? That's true. That? He does ask that. And I would say that happened. Yeah. Và mình phải tin tưởng nhau thì cái mối quan hệ nó hạnh phúc. I say first we have to trust each other, you know. So without that, yeah, nothing else will work. Yeah, it's true. Là mình đi đâu á thì mình sẵn sàng chia sẻ, mình đi mình gặp ai, mình gặp bạn hay là mình gặp người nào đó, và hôm nay mình làm cái gì thì mình về nhà mình cảm thấy vui vẻ, mình luôn sẵn sàng chia sẻ hết. Mình không có giấu, hoặc là mình lên mạng mình coi hình người đẹp này kia, mình vẫn đưa anh Rob xem. Vẫn bình thường, anh Rob đâu có ghen tuông gì đâu. Với lại mình cảm thấy như là cái quen hóa tay bên này người ta không có ghen. Ví dụ như mình quen á, người ta thích thì người ta bảo là thích, người ta không thích thì không thích. Ví dụ người ta không thích mình, người ta muốn đi gặp một ai đó khác thì người ta sẵn sàng cái thẳng nó luôn, không có gì giấu giếm cho mình để mình ghen hết á. Nhưng mà mình suy nghĩ tiêu cực, mình ghen tuông như vậy thì nó sẽ làm cái mối quan hệ tồi tệ hơn là điều thứ nhất. Cái thứ hai là nó làm mình không có thoải mái, là đầu óc là luôn luôn nóng giận bực ở trong người là như vậy. Cho nên tốt nhất là mình nên suy nghĩ tích cực đi, và mình luôn tin tưởng người ta và người ta cũng tin tưởng mình, và cái mối quan hệ nó sẽ đi đến bền chặt và lâu dài hơn. I forgot what I'm going to say. Yeah, what? I don't know. You were speaking Vietnamese. I don't know what you were going to say. Yeah, I'm talking back about you because you're always jealous on me. That's not true. Yeah, yeah, I already know that. We never jealous each other, right? Ever. Not even from the beginning. Yeah. When we were dating before we got married. No. Từ cái lúc mà mình với Rob hẹn hò đến khi I didn't sit around wondering what you were doing when you were working before we lived together. I didn't. No. I mean, we message. Yeah. And you don't message back. I go, okay, message later. Mm-hmm. Okay. You know. Me and my husband hang out with other cute boys. Yeah.
Mình không bao giờ có, nói chung là không bao giờ ghen tuông, tại vì mình làm như vậy thì nó sẽ thành một cái thói quen xấu của mình đi, và những cái điều xấu á, thì mình luôn suy nghĩ tích cực thì mình nhìn thấy cái gì cũng đẹp hết, khi mà mình suy nghĩ tiêu cực thì nó thành cái thói quen của mình, cái điều đó nó sẽ không có tốt cho lắm mà nó làm cho con người mình bực bội và stress mà cảm thấy it's là buồn bã. It's all trust somebody, because you message me and you're working or I'm working and I don't hear back, I don't go, oh, what's he doing? Who's he with? Where's he, you know, what's happening? Trust, trust. Anh Rob bảo là trust, mọi người luôn tin tưởng nhau, luôn đặt niềm tin vào cho nhau nha. Now he'll message me back at all when we have a problem. Khi mà thường là yêu nhau là gặp nhau cũng là một cái duyên nợ với nhau rồi mọi người. Khi mà có nhiều người họ chia tay nhau á, có nhiều người họ bảo là chia tay nhau coi là không có hợp, nhưng mà thật ra không hợp thì làm sao mà yêu nhau đến với nhau được, đúng không? Thật ra là người ta hợp ấy, người ta mới đến với nhau. Ví dụ hai người yêu nhau là hợp nhau mới đến với nhau, khi mà chia tay nhau chẳng hạn như vậy là lúc đó là hết hợp rồi, hoặc là hết duyên hết nợ thì thôi, là đường ai nấy đi, chứ không phải là người ta bảo không hợp là chia tay. Mình nghe mấy cái đó sao mình thấy vô lý quá. Còn đối với mình á, thì mình luôn tin tưởng nhau thì mình mới xây dựng được cái tình cảm lâu dài của mình được. Mình không biết tương lai như thế nào, nhưng mà hiện tại thì mình nhận rất là tin tưởng nhau, không bao giờ ghen tuông và rất là vui vẻ. Not that I'm an expert on relationships, but it should be easy. The other person, it just should be easy. It should not be difficult. You will always together, you will have difficulty in your lives, but this should be easy. You understand? Have you ever and some couples that we both go, why is it so difficult? Why is it so difficult? They fight all the time. They get angry all the time. I don't understand. It should be easy. Mình nhân rất cũng không có hiểu là có nhiều cặp đôi đó, họ luôn lâu lâu là họ cãi nhau rồi họ ghen tuông nhau như vậy đó. Những cái điều như vậy thì nó sẽ dẫn đến kết cục là chia tay nhau, cho nên mình mới thấy có rất là nhiều cặp đi đến tình yêu tan vỡ và họ ly hôn á. Người lúc trước mà mình mới chuyển về ở chung á thì mình cũng lo lắng như vậy đó, là không biết là anh sẽ như thế nào, nhưng mà khi mình ở chung mình cảm thấy rất là bình thường và mình xây dựng cái tình cảm của mình thôi. Mình cảm thấy ngày càng, nói chung là cái mối quan hệ nó sẽ tiến bộ hơn và nó càng gắn chặt hơn mình á. You know what, before we live in together, you're always a little nervous, but keep in mind I had lived with other boyfriends before. You never had. I was more nervous about you than me. I mean, you're always a little nervous, but I was more nervous for you because it was the first time it was more serious for you, you understand? Yeah. For me, I mean, I'd had other. Anh đó thì anh còn có lo lắng, nhưng mà anh lo lắng cho mình nhiều hơn, tại vì anh đã từng sống chung với lại người yêu của anh rồi, anh cũng từng có người yêu cũng sống chung rồi. Cho nên sau này chia tay rồi, trước chia tay một thời gian lâu rồi mới gặp được anh, mới gặp mình á. I was also nervous because I am not an easy person to live with. I already know that. Who? Me. You know how I am. I want everything in its place and this and. Not when, anymore. No, when you live with somebody, you just have to let that stuff go. Yeah. Mình đùa với anh Rob là anh Rob là một người rất là gọn gàng sạch sẽ, sau khi sống với mình là điều đó không còn xảy ra nữa. Anh Rob bảo là đúng rồi, để cái chuyện đó nó xảy ra khi mà sống hai người thì nó khác. Yep, let's go. Yep, you gotta save the energy for the big battle, for the big fight, not the little stuff. Mình phải giữ năng lượng để cho một cái cuộc chiến to hơn, chứ những cái điều nhỏ nhoi à. Nói chung là khi mình yêu nhau á, thứ nhất là mình không quen tuông, cái thứ hai là mình sẽ chấp cái khuyết điểm, thì ai cũng có khuyết điểm đúng không? Thì quan trọng là mình nhìn vô cái ưu điểm nhiều hơn là cái khuyết điểm, mình lấy cái ưu điểm mình bù đắp vô cái khuyết điểm gì đó, và mình sẵn sàng chấp nhận cái khuyết điểm của đối phương, hoặc là để cho đối phương thấy để thay đổi. Nói chung là mình cũng có nhiều khuyết điểm lắm thì mình cũng thay đổi, và anh Rob cũng vậy, anh cũng có nhiều khuyết điểm và ưu điểm thì ảnh cũng thay đổi về mình vậy đó, để cho nó hợp nhau, họ hợp nhau cho có một cái cuộc sống đẹp hơn. Okay, my baby, stop. We get too serious. Oh, they're so serious. They talk about relationship. Oh my god. Hôm nay không biết sao mình nên nói, tự nhiên nghiêm trọng vừa đã chia sẻ với mọi người là yêu nhau có ghen tuông hay không, thì mình chỉ nói một đoạn nhỏ thôi, bây giờ hết rồi không biết nói gì nữa. Bữa sau mọi người có câu hỏi gì thì mình sẽ chia sẻ tiếp.
Yep, maybe next time people ask something else, people want to know something else, we share more, you know, today, that's it. That's okay. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha, bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người. Bye.